Hàng trăm chiếc bánh bao rơi giữa đường, 30 giây dọn dẹp và món quà từ người lạ dành tặng shipper. Hình ảnh đẹp của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ anh shipper làm rơi hơn chục khay bánh bao dưới chiều nắng, khiến ai bắt gặp cũng xúc động. Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm khoảng 6-7 người đang nhanh chóng thu dọn bánh bao rơi vương vãi trên đường. Anh shipper bị tụt dây mấy khay đựng bánh bao, khiến hàng trăm cái bánh bao đổ hẳn ra đường. Trong chớp mắt, có vài chiếc xe đứng lại nhanh chóng giúp anh thu gom lại bánh bao và xếp gọn sang bên đường. Từ lúc xảy ra sự cố đến lúc hoàn thành việc thu gom chỉ vỏn vẹn trong 30 giây. Ở phía sau còn 2-3 chiếc ô tô vẫn đứng yên chờ đợi, không hề có ai lớn tiếng và tiếng còi xe nào cả. Toàn bộ sự việc xảy ra vào 13:50 ngày 25 tháng 8 trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1,